Rồi, hôm nay thì ngày 26 tháng 11 2022. Em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con gần xa. Thì hôm nay thì tiếp tục với cái chủ đề là chúng ta làm như trồng cái trái măng cầu Na Thái và làm trái măng cầu Na Thái như thế nào để được một cái hàng chất lượng, cái trái măng cầu Na chất lượng ha. Và bán được cái giá cao. Vậy em có một cái câu hỏi cũng chia sẻ với bà con, cũng hỏi rất là nhiều. Thường quý bà con nông dân, người ta quý bà con trồng cây rồi, quý bà con có đặt những cái câu hỏi liên quan tới là chúng ta trồng như thế nào để cho nó được cái năng suất cao và mẫu mã đẹp để bán được giá thành cao đó quý bà con. Hôm nay em sẽ chia sẻ cũng như là trả lời với quý bà con những cái mà mình nghĩ là nó đơn giản nhưng mà thực tế nó không có đơn giản với bà con. Em là tại vì em vừa là bán cây giống, em vừa trồng cái măng cầu Na Thái, em vừa thu mua, em vừa hỗ trợ kỹ thuật, nên tất cả em chung quy lại được những cái kinh nghiệm cũng muốn chia sẻ đến quý bà con. Quý bà con có yêu thích kênh thì cảm thấy hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh để em có nhiều cái động lực để em làm thêm nhiều cái video hỗ trợ cho quý bà con để chúng ta được trúng mùa trúng giá nha quý bà con. Đây em quay cái vườn của em quý bà con xem ha. Thì cái vườn này của em chuẩn bị bao trái nha quý bà con. Không dài là cũng cái trái nó cũng khá là to rồi nhưng mà đang chuẩn bị bao trái. Cũng sắp vào mùng năm này là bao trái à. Quý bà con thấy nếu mà cái vườn nào mà khi mà để trái được rồi mà nó còn giữ được cái bộ lá mà cái tược nó xanh mướt như thế này thì cái trái cái vườn đó nó mới to được nha quý bà con. Bây giờ em sẽ mời cả nhà mình tham quan. Em và em vừa làm vừa chia sẻ cho quý bà con nha. Đó, chào quý bà con nha. Thì đối với trồng cái cây măng cầu Na Thái thì nó quá là cực luôn. Đó, mà mình làm cực mà nó lại không có đạt cái chất lượng cao, không bán được cái giá cao thì nó rất là buồn nha quý bà con. Rồi em sẽ nói vào một số cái vấn đề quý bà con cần lưu ý. Sao? Đó, con thấy cái cây nó rất là xanh, trái thì rất là nhiều luôn. Và đây là tiễn bớt rồi nha quý bà con. Đây là lựa lại những cái hàng, những cái hàng gọi là chuẩn mà để em mình gọi là tạm gọi là hàng bay á quý bà con. Ở bên thương lái của em gọi là hàng bay. Hàng bay tức là hàng mẫu mã đẹp, là hàng xuất Hà Nội và xuất ra các miền miền ngoài, gọi là hàng bay, hàng đi máy bay đó. Thì quý bà con làm được những cái mặt hàng đó thì mới có cái giá trị rất là cao nha quý bà con. Rồi hôm nay thì cũng chia sẻ cho quý bà con về chúng ta làm được một những cái trái măng cầu Na mà để đi được cái hàng chất lượng, hàng bay, thì quý bà con cần lưu ý những cái vấn đề sau. Trời ơi, em ngồi ở đây thôi nhưng mà cũng rất là căng nha quý bà con. Cái mùi cá thối ha, em chia sẻ với bà con nó rất là thối luôn. Cha em làm cũng rất là cực, phải xài cái phân hữu cơ cá quý bà con. Khi mà thu hoạch là cha đã ủ sẵn rồi nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng còn nói chung là nó còn hôi nha quý bà con, nó không thể nào mà phân hủy nhanh được đâu. Đó, quý bà con thấy nha, hàng bên em là trái nào chất lượng trái đó, mình làm cái nào mình chắc cái đó nha quý bà con, trái nào chắc trái đó. Người thương lái người ta vô người ta ra, ví dụ như em vô em coi ở vườn, em coi một cây một à là em biết là cái nhà vườn nó làm sao rồi. Ví dụ như mình coi một cây một à mà thấy toàn là trái đạt không à, 400g ăn lên hết, không có trái dạt, thì cái vườn đó em sẽ đánh giá rất là cao cũng như là em sẽ mua cái giá cao. Rồi quay lại vấn đề nha quý bà con, thì cái mùi cá thối này là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho cái vườn Na của em nó xanh như vậy nha quý bà con ha, xanh như vậy ha, nó cực kỳ là xanh luôn, xanh. Cái mùa này là mùa lạnh mà nó lại được xanh như vậy, nói chung là cái kỹ thuật của cha em cũng khá là ổn nha quý bà con. Rồi thì cái việc mà để chúng ta trồng được những cái trái chuẩn hàng bay, thì chuẩn hàng bay thì em cũng nói với bà con luôn, em là thương lái em mua nên em muốn chia sẻ. Da đẹp, da là đẹp, không tì vết, da trắng đẹp tròn đều không tì vết, thì từ 400g ăn lên thì những cái loại hàng đó thì đi hàng bay đó, cũng chia sẻ với quý bà con ha. Rồi vậy để cho được cái trái mà đạt được chất lượng đó thì cái thứ nhất là chúng ta phải chăm sóc
quản lý được sâu bệnh, quản lý được bọ chỉ, quản lý được nhện đỏ đó, các loại đó là nếu mà nó cắn trái thì trái nó cũng hư, rồi gặp sáp vân vân thì mình phải xử lý được ha. Rồi cái thứ hai nữa là mình phải xịt định kỳ nha. Thì cái quản lý sâu bệnh thì mình xịt định kỳ đó, xịt định kỳ nha quý bà con. Những cái trái như thế này thì mình bỏ đi, nó nếu mà nó để lại nó chỉ là tốn sức cây, rồi nó lại gây cho cái vườn của mình nó không đẹp. Thương lái người ta nhìn vô người ta thấy nó lọt chọt, nó không hiệu quả gì cả, nó chỉ có hại thôi, nó không có lợi đâu nha quý bà con. Đừng nghĩ là mình giữ lại nhiều rồi nó ngon, nhưng mà thực tế là không phải nha. Mình cứ tiễn, cứ mạnh dạn tiễn đi, nó chưa là những trái đẹp thôi. Thì quản lý sâu bệnh ha, quản lý sâu bệnh xong rồi tiếp theo là mình sẽ đi phân hùng phân như thế nào. Rồi nó về vấn đề đi phân thì cũng chia sẻ với quý bà con luôn là bên em thì đi 30 10 10 20 20 15, dưới 17 17 17, dưới phân hữu cơ cá đó. Em chia sẻ với con chiều cha mấy tứ hữu cơ cá nên bây giờ nó nói chung là nó thối lắm. Em ngồi nói chuyện đây thôi nhưng mà cũng gắng cố gắng ha. Thối lắm, nói chung là làm vườn cực khổ lắm. Em biết nhà vườn rất là cực nên em thu mua, nói chung là hàng đẹp em mua giá đẹp, hàng xấu mua giá xấu, cũng nương tay lắm, nhiều nhà vườn cũng thông cảm. Bên em là phải hàng chỉnh nha. Rồi cái thứ hai nữa là về cái việc chúng ta đi phân xong rồi, rồi cái việc chúng ta tiễn trái bớt, tiễn bớt những cái trái xấu đi, chừa lại những trái đạt thôi, chừa lại những cái trái mà ví dụ như gọi là VIP đi, mình gọi là VIP đi, chừa lại những cái trái mà nó tương lai nó sẽ là những trái VIP. Em ví dụ nha, ví dụ như những trái như thế này, những trái trong thân tròn không méo thì đây là những cái tương lai những cái trái này VIP ha. Đó. Rồi cái cuối cùng làm chia sẻ với con đó là về cái túi bao. Thì cái túi bao là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái mẫu mã chúng ta trái nó như thế nào, trái như thế nào nha quý bà con. Rồi thì em cũng chia sẻ với quý bà con luôn, vườn em mua một cái dạng, một là túi bao bằng bọc ni lông và túi bao giấy. Thì hai cái túi bao này nó sẽ đưa ra hai cái mẫu mã trái khác nhau. Cái trái và em xin khẳng định một điều là khi mà chúng ta sử dụng cái túi mà giấy thì cái trái của chúng ta thứ nhất là nó sáng hơn, đẹp hơn và nó sẽ hạn chế được sâu bệnh nhiều hơn so với cái bọc ni lông. Em cũng có nói hoài à, bọc ni lông ví dụ như chúng ta trồng cây nó xanh tốt, nó che được nắng thì cái màu trái thì nó cũng tạm ổn. Còn những đó với ai những cái thực yếu thì chúng ta trồng cái bọc ni lông mà cái cây chúng ta không được sung thì cái trời nắng nó sẽ làm cho gì, cái cây, cái trái chúng ta bị nám, màu nó không đẹp, không sáng. Còn đối với cái xài, chúng ta xài cái thằng bao, túi bao mà bằng giấy thì bên em cũng đang cung cấp cái túi bao bằng giấy luôn cho quý bà con. Đây cái bị của em ha, bị này là bị thằng Thánh sổ sách gì lúc nào cũng đem theo ha, và lúc nào cũng đem mấy cái bao bọc theo để với quảng bá, với giới thiệu với bà con cái loại này xài tốt quá nên em muốn chia sẻ cho quý bà con thôi. Thì bên em cũng hai loại, hai màu thôi chứ cùng một loại thôi. Một màu là ví dụ như mình nó giúp bà con phân biệt ra, nó là cái thằng A068 này, hàng này bán chạy lắm nha. Loại này ví dụ như bà con chọn cái loại này mình làm cái hàng nhất, hàng loại đẹp, còn cái loại này mình làm hàng xấu, ví dụ vậy mình sẽ phân biệt được mà mình sẽ quản lý. Có nhiều bà con cũng chia sẻ là bao cái túi bọc này nó sẽ không lớn trái, nhưng mà quá sai lầm nha quý bà con. Cái việc lớn trái hay không lớn trái á là do một cái kỹ thuật mình chăm sóc, đi phân thuốc ha, nó không có liên quan gì tới cái thằng lớn trái hay không cho nhau quý bà con. Rồi để em bao thử cho quý bà con cái bao này ha. Bao này thứ nhất là cái giá thành thì rất là ok, nó chỉ là bằng nửa cái bao xài mà xưa mình làm thôi. Rồi cái thứ hai nữa là cái kết cấu của cái này nè, nó tiện lợi hơn, nó nhô lên trên nè, giúp quý bà con dễ dàng trong cái việc người ta bao lại ha. Rồi em sẽ làm thử cho quý bà con ha, cái này nó rất là hợp với cái giá thành nha. Ví dụ như bao con tài làm nó cũng hơi khó nha quý bà con. Đó, trước tiên bao thì mình sẽ bọc cái xốp vô đây trước ha, xốp để mình bảo vệ nó khi mà mình vận chuyển này kia nó không bị cắn. Nếu mà làm hàng bay là rất là kỹ nha quý bà con, khi mà chúng ta bao là chúng ta cắt móng tay luôn, ví dụ như cái móng tay mà đụng nhẹ vô đây thôi cái giấy để lây dấu coi như hàng đó nó bị lỗi.
cần lỗi thì người ta khó làm thằng bay nha. Rồi cái này dễ không, mình chụm lại như vậy, chụm lại như vậy nè, cái mình lấy giấy, cái lấy mình lấy cái kem dây chì mình quấn sát lại. Hai tay thì em làm dễ hơn, còn một tay thì nó làm hơi khó, em chỉ làm sơ sơ cho quý bà con vậy thôi. Đó, quá đẹp phải không, vì là mình tới bán luôn đó, quý bà con. Còn khi nào mà chúng ta bao được, vừa hôm em cũng chia sẻ rồi, thì cái vườn của em là chuẩn bị bao được cái đó quý bà con, chuẩn bị bao rồi đó. Cái trái mà ví dụ như bằng cái quả trứng gà mình bao, thường cũng có nhiều nhà vườn hôm qua em có cắt cái vườn đi Hà Nội rất là đẹp, ông chú cũng chia sẻ là mình như cỡ như thế này là bao được rồi, cỡ như thế này là bao được rồi, nên mình bao sớm thì cái trái nó đẹp chứ không có sao chứ, cũng không cần phải để to ha. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều nha, nãy giờ em cũng chia sẻ hết mình với quý bà con về tất tần tật những cái vấn đề về cái trái măng cầu Na Thái, ta làm sao để bán được cái giá cao nhất, đem lại nhiều cái lợi nhuận cao nhất cho quý bà con. Đối với cái thời đại hiện nay thì cái ngày càng cạnh tranh, sức cạnh tranh rất là cao, mẫu mã của bà con sẽ quyết định đến giá thành cho của quý bà con. Rồi quý bà con, bên em thì chuyên về tất cả những cái dòng cây giống ăn trái, ví dụ như là na thái, na sầu riêng, na dứa, rồi xoài, tất cả các loại xoài em là nói chung là dòng nào cũng có bán hết, sầu riêng vân vân, hàng bên em là bao chỉnh hết. Rồi bên em cũng có là hoa mẫu đơn đó, cái vườn hoa mẫu đơn của bên em là hoa mẫu đơn độc lạ không nha quý bà con, cây giống hoa mẫu đơn cũng có luôn, hoàng lửa, na tím sen, vĩnh châu các loại luôn. Rồi bên em bán cái túi bao giấy, túi bao trái na, bao xào, bao xoài như nãy em có giới thiệu đó đó. Và cái cuối cùng là thu mua các bạn cầu Na Thái thì em cũng đang thu mua ở khá là nhiều cái nhà vườn gần gần ở đây, bán kính khoảng là 30 đến 40 km thì em sẽ mua nha, tại vì em cũng chưa có mạnh lắm nên cứ đi vòng trong bán kính đó thôi. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều, xin thân ái kính chào, chúc quý bà con được nhiều vụ mùa bội thu, trúng mùa trúng giá và sẽ gặp nhiều may mắn nha quý bà con. Rồi em xin thân ái kính chào.